an của Chúa ở cùng anh chị em. Trong kính quý cha, quý thầy phó tế, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh, quý vị trong các hội đoàn, quý khách, quý ông bà và toàn thể anh chị em, cùng với giáo hội Hoàn Vũ, hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để cử hành lễ Thánh An Tôn, vì Thánh với hai tước hiệu mà hầu hết trong chúng ta ai cũng có thể nghe, đó là nhà giảng thuyết lừng danh và ông Thánh hay làm phép lạ. Nhờ sự chuyển cầu của Thánh An Tôn, cùng nhau chúng ta cầu xin Chúa thương cho mọi người chúng ta luôn biết lắng nghe, suy niệm, thực hành đời Chúa. Và cũng nhờ sự chuyển cầu của Thánh Nhân, xin Chúa thương ban ơn lành cho mọi người chúng ta đang hiện diện nơi đây, cũng như những người thân quyến của chúng ta. Giờ đây, để xứng đáng cử hành thánh lễ, cùng nhau chúng ta cầu xin Chúa thương tha thứ, bỏ qua cho chúng ta những tội lỗi bất xứng. Tôi thua nhận Thank you.
cho dân chúa một nhà giang thuyết lừng danh, và cũng là người cứu giúp những ai nghèo khô. Đó là Thánh Linh Mục An Tôn. Xin nhận lời thanh nhân chuyển cầu, cho chúng con biết trung thành tuân giữ giao huân của Đức Kitô, để được nâng đỡ trong những lúc ngặt nghèo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trí cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-xê rằng: Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai Cập. Chúng đã vội đi ra ngoài, con đường ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: Hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Đức Chúa lại phán với ông Mô-xê: Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. Bây giờ cứ để mặc ta, cứ để cơn thịnh nộ của ta bừng lên phạt chúng, và ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Ông Mô-xê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông dịu lại. Ông thưa: Lạy Đức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài? Dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai Cập. Tại sao người Ai Cập lại có thể rêu rao? Chính vì ác tâm mà người đã đưa chúng ra, để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất. Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ, và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Abraham, Isaac và Israel. Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất ta đã hứa. Chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời. Đức Chúa đã thương, không giáp phạt dân người như người đã đang. Đó là lời Chúa.
Sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu là, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh. Điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoài cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.
ấy, Đức Giê-xu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoàn tật nguyền. Đức Giê-xu thấy đám đông thì chành lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Đó là lời Chúa. Thầy xin thay lời cho Đức Cha và quý cha kính gửi tới quý ông bà và anh chị em, quý khách xa gần về đây chung chia ngày đại lễ, lời thăm hỏi sức khỏe và lời cầu chúc bình an. Quyền xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh Anton ban nhiều ơn lành cho chúng ta, và ước mong mọi người về đây chúng ta được những ơn lạ qua sự bầu cử đặc lực của Thánh cả Anton. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất quý mến, đây là lần đầu tiên được chia sẻ lời Chúa ở nơi cộng đoàn này, và cũng là lần đầu tiên được chia sẻ trước tòa rất là đông như thế này, cũng hơi ngại đây. Không biết nói thế nào để cho thỏa lòng mọi người. Thôi thì cố gắng vâng lời Đức Cha và xin ông Thánh Anton phù hộ ha. Rồi nói như có người nói rằng là nghe được câu nào thì nghe, mà không nghe được thì trả tôi. Xin Thánh Anton bầu cử. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ kính Thánh Anton. Như Đức Cha cũng đã giới thiệu đầu lễ, đây là một vị thánh được mệnh danh là Thánh Anton hay làm phép lạ, và cũng là một vị thánh được gọi là nhà giảng thuyết lừng danh. Khi nói về cuộc đời và sự nghiệp của ngài, chúng ta nói được rất nhiều điều lắm, nhưng mà thời gian cũng có hạn, xin gửi lại một vài điểm thôi để chúng ta cùng nhau suy niệm và rút bài học cho mình. Kính thưa anh chị em, Thánh Anton sinh năm 1195 tại Lisbon, nước Bồ Đào Nha, trong một gia đình đạo đức thánh thiện và quyền quý cao sang nữa. Thánh Augustine được hấp thụ một nền đạo đức và học vấn trong gia đình này. Ngay từ nhỏ, ngài đã là một em đạo đức thánh thiện, học hành chăm ngoan. Lớn lên, ngài đi tu vào dòng Thánh Augustine. Sau này vì điều kiện thì ngài chuyển sang dòng Francisco, để rồi có cơ hội để rao giảng và loan báo tin mừng được nhiều hơn. Ngài đã được ơn Chúa và trở thành một nhà giảng thuyết lừng danh và làm được nhiều phép lạ. Chúa đã cho ngài được củng cố lời rao giảng của mình bằng những phép lạ kèm theo. Rồi ngài đã qua đời năm 1231, chỉ có 36 năm thôi, nhưng mà tiếng ngài đã lừng vang khắp mọi nơi. Mà khi ngài còn sống cũng như khi đã qua đời, ngài đã làm rất nhiều phép lạ, có thể nói được là vô vàn phép lạ luôn. Kính thưa anh chị em, đó là sơ bộ vài nét về tiểu sử của ngài. Điều mà tôi muốn nói đến hôm nay đó là qua cuộc đời ngài chúng ta học được điều gì,
hoặc là sứ điệp Ngài mang đến cho chúng ta qua cuộc đời của Ngài. Có lẽ nhiều lắm, trong thời hạn chỉ có 15 vài chục phút, tôi gửi lại một vài điểm. Thứ nhất là Thánh Antôn là một mẫu gương về yêu mến lời Chúa. Có thể nói được là Ngài say sưa với lời Chúa. Điều thứ hai tôi muốn nói đến đó là Thánh Antôn là yêu mến Thánh Thể. Ngài cũng say sưa với Thánh Thể luôn. Và điều cuối cùng là nhờ việc yêu mến lời Chúa và say sưa Thánh Thể thì Ngài đã là một vị Thánh gọi là Thánh Antôn hay lòng phép lạ. Chúng ta trở lại điều thứ nhất, kính thưa anh chị em. Thánh Antôn rất yêu mến lời Chúa. Ngay khi còn nhỏ, Ngài đã được học lời Chúa trong các lớp đạo lý, rồi trong gia đình, rồi với những người có trách nhiệm, rồi với cha xứ, Ngài đã rất là giỏi giang trong việc học hành giáo lý đức tin. Và rồi Ngài có một trí khôn rất là được Chúa ban, cho nên là Ngài rất thông hiểu và trỗi trang hơn những bản khác. Và điều đặc biệt ở nơi Ngài đó là say sưa yêu mến lời Chúa, đọc kinh thánh rất là nhiều. Rồi khi lớn lên được vào dòng thì Ngài lại có nhiều cơ hội để rồi mình học tập và trau dồi cái việc là suy niệm lời Chúa hơn. Nếu mà ta để ý thì chúng ta thấy cái bức tường Thánh Antôn người ta đúc, hoặc người ta vẽ là Thánh Antôn là được bồng Chúa Giêsu và kèm theo quyển kinh thánh. Đây là tác giả đã dựa theo một câu chuyện có thật, là một hôm Ngài đi giảng ở một vùng miền núi vào trò trong một gia đình. Gia đình đó đã dành cho Ngài một phòng riêng, và lạ thay, đêm đến trong phòng của Ngài là đèn sáng trưng, điện thì không có mà đèn thì sáng trưng, mà thấy tự nhiên mà phát sáng, thấy lạ lùng. Ông chủ gia đình là lần để xem qua các cái vách là thưng che bản thì thấy thật lạ lùng. Đang nửa đêm mà Thánh Antôn đang quỳ gối đọc và suy niệm lời Chúa, và Chúa hài lòng hiện đến đang cùng với Thánh Antôn cầu nguyện. Mà nếu nói đúng ra thì Thánh Antôn là ở thế sinh sống vào thế kỷ thứ 12, mà Chúa hài lòng thì sinh vào thế kỷ thứ nhất. Vậy mà được ơn là Thánh Antôn đã được bồng ẩm Chúa hài nhi. Thì ông chủ nhà là lặng lẽ về ngủ và thấy sự lạ đó. Nhưng rồi sáng hôm sau cứ nghĩ là Thánh Antôn không biết đâu. Sáng hôm sau trước khi lên đường thì Thánh nhân nhắc là: "Ông ơi, cái việc hôm qua ông thấy nhá, ông đừng có nói với ai cả, im lặng đi. Và sau này thì Thánh Antôn qua đời rồi thì cái sự việc mà được ghi lại, và nhiều họa sĩ nghệ sĩ đã tạc thì bức tường Thánh Antôn với cái câu chuyện, qua câu chuyện như vậy, nếu đó cũng nên nói với chúng ta rằng Thánh Antôn là say sưa đọc và suy gẫm lời Chúa, cho nên Chúa đã luôn đồng hành với Ngài. Chính vì yêu mến lời Chúa, say sưa lời Chúa, cho nên Ngài cũng được Chúa thương cho là giảng thuyết, là phải nói được là lừng danh khắp nơi. Đọc lại tiểu sử của Ngài thì lúc mà Ngài mới vào dòng Thánh Francisco, lúc đó người ta cũng chưa rõ Ngài là có biệt tài gì cả, nên là Ngài thì rất khiêm nhường và nhận làm các cái việc như nấu ăn, rồi rửa chén, rồi là các cái việc nồi chờ trong nhà dòng. Thì một hôm là có cái đại lễ là truyền chức linh mục. Hôm đó lúc đầu thì là đức cha chia sẻ dự tính như thế, nhưng mà đức cha Ngài có lý do rồi mệt. Sau đó Ngài nói các cha về trên rằng là
Như cha nào chia sẻ chung thì các cha cũng nói trước chuẩn bị cha bề trên của thầy An Tôn là nghĩ đến An Tôn đang ở trong nhà nghe nói là kỳ thầy này cũng chẳng dạy được vậy là về gọi ngay thầy An Tôn. Lúc đầu thì rất bỡ ngỡ nhưng mà rồi vâng lời, vì vâng lời lên bục giảng ai cũng ngỡ ngàng. Đó, thành An Tôn đã thuyết giảng và cứ liên thuyên như được lời Chúa hướng dẫn là ngài đã giảng thuyết và cho mọi người ai cũng thật là lạ lùng, một con người giảng thuyết đi vào lòng người và những chân lý sâu sắc được mặc phải một cách rất là dễ hiểu, dễ nghe. Đó. Và kể từ đó thành An Tôn đã trở thành một linh mục giảng thuyết, được mời đi chỗ này chỗ khác. Người ta kể rằng là ở đâu mà có thành An Tôn đến giảng á, người khắp nơi là tập trung đến nghe, để rồi người ta bỏ tất cả các cái việc thường ngày để mà đến với thành An Tôn. Lúc đầu là giảng trong nhà thờ, sau rồi thì ra ngoài, cũng không đủ chỗ mà phải đến ra ngoài cả sân vận động, rồi ra ngoài đường phố. Ngài đi đến đâu là các cái tiệm buôn là phải đóng cửa, các cái chợ là hoãn phiên họp, ngừng cả những phiên xử án để người ta đến nghe thành An Tôn rao giảng. Nó thật là lạ lùng, một vị thánh giảng thuyết lừng danh, tại vì ngài được lời Chúa hướng dẫn đó. Có những lúc nghe nói ngài đi những nơi mà có những bè rối giảng mà họ không để ý được thì ngài ra lại giảng cho cả loài vật nữa, giảng cho cả cá nghe nữa. Ngài kêu gọi cá ở dưới biển lên và ngài giảng cá cùng lên là nhìn ngắm và rồi ngài chúc lành cho cá và cá trở về biển. Kính thưa anh chị em, chúng ta thấy thật là thành An Tôn được ơn Chúa để rồi rao giảng loan báo tin mừng. Nhìn lại bản thân mỗi người chúng ta đã yêu mến lời Chúa chưa? Chúng ta đã rao giảng lời Chúa được cho ai chưa? Nhất là các bạn trẻ hôm nay, nhìn lại việc học hành giáo lý của chúng ta xem thử như thế nào. Chúng ta đã quan tâm chưa? Các bậc cha mẹ gia đình đã lo lắng cho con cái được học hành lời Chúa đến nơi đến chốn chưa? Hôm nào trong một lớp giáo lý Tân Tông, có một cha đã kể lại chuyện vui, đó là khi hỏi một bạn là mới học giáo, cũng học thì học lâu rồi nhưng mà vì Tân Tông cho nên học mãi mà còn chẳng vô được bao nhiêu, tại vì nó lo nhiều chuyện quá đó. Thì khi hỏi về mầu nhiệm 30, rồi lúc đầu hỏi tư chắc có mấy Đức Chúa Trời, lại ra có một, lại Đức Chúa Trời có mấy ngôi, dạ hình như là ba, hình như thôi chứ không biết tôi đặt không, đúng là ba đấy. Rồi là ba ngôi là ngôi nào? Này ra thưa cha là ngôi thứ nhất là cha, ngôi thứ hai là con, rồi đến cái đoàn là ngôi thứ ba là lúng túng không biết nói ngôi chứ cả nào suy nghĩ này, ngôi thứ nhất là cha này, ngôi thứ hai là con này. Thì chứ thôi thì nói được đại đi, ngôi thứ nhất là cha, ngôi thứ hai là con, thứ ba thì chỉ còn cháu thôi, ba là cháu. Vậy là rất là vui. Nhưng mà chưa đúng. Trong một câu khác lại vui hơn. Một hôm là cùng cha đó cùng kể lại rằng là thì học đến cái chỗ kinh thì lại khó hơn vì có những kinh đọc mãi mà đóng thuộc khó quá, học người ngoài giáo mà học đạo khó cả cái kinh. Cha mới dạy là năm sự vui thứ nhất thì ngắm học, học rồi cũng thuộc sơ sơ nhưng mà đến bậc khảo là lúng túng. Thì bắt đầu đọc năm sự vui thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin cho đức bà chịu thai, ta được ở khiêm nhường. Thứ hai thì ngắm đức bà đi, nhưng mà thấy như xa ve, ta hãy xin cho được lòng yêu người. Thứ ba thì ngắm đức bà xin đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Thì đến đây là ngập ngừng rồi quên mất. Nhưng mà suy luận đó, cái đầu óc sao mà nó kém thế. Nên làm một suy nghĩ này ra là thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba là
là Đức Bà Trinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, thì bây giờ xin cái gì đấy? Tốt nhất là thôi xin cho được cả mẹ tròn con vuông cho rồi. Mẹ tròn con vuông thôi là điều cần nhất khi người mẹ sinh con. Nhưng mà chuyện vui nhắc chúng ta xem lại việc học hành lời Chúa, học hành giáo lý trong cuộc sống đạo của chúng ta. Ngày hôm nay lời Chúa thì không mấy người đọc mà toàn là học và ráo giảng lời của ma quỷ thì nhiều, nhất là các bạn trẻ của chúng ta đó. Điều lành thì gác để ngoài tai, hoa tình tục tiểu là bài học ôn giới trẻ đấy. Vui chơi dù mấy cũng vừa, sớm mai kinh hạt nửa giờ đã lâu. Thật sự là như vậy, các tệ nạn xã hội cũng đang lấn chiếm vào lòng người, nhất là các bạn trẻ, để rồi là các bạn thích các cái tệ nạn hơn là học lời Chúa. Chúng ta sang điểm thứ hai. Trời hơi nặng rồi, hey. Xin lỗi vì đã phản dở rồi, hey. Để nói cho hết, phải có đầu có đuôi chút. Yêu mến Thánh Thể Chúa là một cái điều đặc biệt, ở một việc làm đặc biệt ở nơi Thánh An Tôn của chúng ta. Ngài rất là yêu mến Thánh Thể Chúa. Ngài có thể trâu suốt đêm mà không thấy chán nản mệt mỏi gì cả. Người ta nói là đọc lời Chúa và yêu mến lời Chúa là hai món khoái khẩu nhất của Thánh An Tôn. Có một ngài hay đi cầu Thánh Thể lắm, có khi cả ngày cả đêm. Một lần lễ Chúa Giáng Sinh, thầy An Tôn phải giúp bệnh nhân là không đi dự lễ được. Đến lúc truyền phép là ngài cầu nguyện sốt sắng lắm để xin Chúa, để xin ơn Chúa. Tự nhiên là ngài chắp tay như thế là cái bức tường mà ngài với là cái chỗ làm lễ á nứt ra để cho ngài chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể. Đó, một phép lạ diễn ra ở đó. Và trong cuộc đời của ngài cũng đi rao giảng cho mọi người nhận biết là và tin thật Chúa Giêsu ở trong phép Thánh Thể để tôn vinh và cảm tạ Chúa Giêsu Thánh Thể một cách tuyệt diệu. Và đây câu chuyện con lừa bãi lầy Thánh Thể chúng ta cũng đã quen, không cần kể lại nữa, nhưng mà cũng nhắc qua đó như là một sự cá cược với một bè rối. Họ thì nói rằng là họ không tin phép Thánh Thể. Ngài tìm cách để rồi thuyết phục họ, và họ làm một việc, đó là cho cái con lừa. Thánh Nhân Tôn nói rằng là đưa con lừa ra đây, và một bên là bỏ cỏ, một bên là Thánh Thể, xem thử con lừa ăn cỏ hay là cầu Thánh Thể. Thì hãy sự trục đại được Thánh Thể. Và ngài đã làm được việc đó nhờ ơn Chúa. Khi mà phía bên bè rối ra một con lừa, người ta ra một con lừa 3 ngày thì để một bên là rổ cỏ. Thì thường là con lừa mà bị đói 3 ngày rồi thì nó ăn cỏ ngay thôi. Nhưng mà cùng lúc đó Thánh An Tôn kiểu Thánh Thể đi ra, thì thay vì ăn cỏ, con lừa đã quỳ hai chân trước xuống phục lạy Thánh Thể, và mọi người ai cũng kính phục. Cách đặc biệt là những người thuộc bè rối đã bỏ bè rối và tin thật tạo Chúa. Thánh An Tôn đã làm rất nhiều phép lạ để rồi làm cho người ta nhận biết Chúa Giêsu ngự thật trong phép Thánh Thể và tôn vinh ngài. Ngày hôm nay chúng ta cùng xem lại, chúng ta đã tin Chúa Giêsu ngự trong phép Thánh Thể như thế nào? Chúng ta đã siêng năng tham dự Thánh Lễ và rước lễ chưa? Và để nhìn lại trong cộng đoàn chúng ta có biết bao nhiêu người đang xem thường Thánh Lễ lắm. Đây là một dịp để đời chúng ta noi gương và bắt chước Thánh An Tôn của chúng ta, luôn luôn suy ngẫm Chúa Giêsu ngự thật trong phép Thánh Thể bằng việc chúng ta siêng năng tham dự Thánh Lễ giờ kinh, chưng tội rước lễ mỗi ngày, để nhờ đó mà được Chúa ban ơn. Nếu chúng ta không cẩn thận thì ma quỷ xác thịt thế gian
đang rình rập có thể làm chúng ta mất đức tin, mất Chúa chăng? Chúng ta hãy bám lấy Chúa qua việc siêng năng tham dự các bí tích, cử hành các bí tích hàng ngày. Chúng ta hãy cố gắng để nhờ Thánh Anton bầu cử. Kính thưa anh chị em, trang điểm cuối cùng, Thánh Anton hay làm phép lạ. Hôm nay có thể chúng ta về đây mong muốn mình được một phép lạ gì chăng? Chúng ta thấy điều đó là đúng, là phải lẽ và hy vọng được như vậy. Nhưng mà có lẽ chúng ta hãy nghiêng về phía noi gương bắt chước các nhân đức của Thánh Anton để rồi Chúa ban cho chúng ta thì hơn. Bởi vì Thánh Anton làm được phép lạ, nói cho đúng hơn là không phải Ngài làm phép lạ mà là Chúa làm phép lạ. Chúa mới có quyền phép để làm bất cứ sự gì. Nhưng mà Chúa làm phép lạ qua tay Thánh Anton. Đó. Vậy thì Thánh Anton của chúng ta rất yêu mến lời Chúa, yêu mến Thánh Thể, và nhờ đó Ngài đã làm được vô vàn phép lạ luôn. Thế là Ngài được Chúa soi sáng hướng dẫn và làm cho mọi người nhận biết và tôn thờ một Chúa ba ngôi. Có thể kể lại đây một vài phép lạ chăng? Lần nữa thì chúc cộng đoàn chúng ta về đây chung chia niềm vui ngày đại lễ được tràn đầy ơn Chúa qua sự bầu cử của Thánh Anton. Xin cảm ơn. Tôi tin kính một Thiên Chúa. Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Cộng đoàn chúng ta thành khẩn dâng lên Chúa những lời cầu xin tha thiết sau đây. Trong ngày lễ kính Thánh Anton, chúng ta cùng vui mừng dâng lên Thiên Chúa là Cha lời tạ ơn, vì Chúa đã chọn Thánh Anton hay làm phép lạ, để hết những ai chạy đến với Ngài đều được Ngài nâng đỡ ủi an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nâng đỡ chúng con. Nhân loại vẫn còn đó những nỗi đau do thiên tai, nhân tai, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho có nhiều người đồng cảm, giúp đỡ,
để họ vượt qua được những khó khăn, có niềm hy vọng và nhận ra muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các cá nhân, các tổ chức đạo, đời, noi gương đức khiêm nhường của Thánh Antôn, nhận ra quyền năng tối thượng của Thiên Chúa và lòng thương xót của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giêsu nói: ở đâu hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở giữa họ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa qua lời bầu cử của Thánh Antôn cho cộng đoàn phụng vụ, nhất là Đức Cha, Quý Cha Đồng Tế luôn trở nên kỳ cụ bình an của Chúa và nhận ra phép lạ xảy ra hằng ngày mà tạ ơn. Cùng xin Chúa cho các anh chị em trong giáo họ, giáo xứ đã qua đời được sớm về với Chúa trên thiên đàng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, nhờ sự chuyển cầu của Thánh Antôn, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện và nhận lời chúng con nài văn, mà ban cho chúng con những ơn lành chúng con hằng mong ước. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Thank you.
tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin dù thương chấp nhận của lễ chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa nhân ngày mừng kinh thánh An Tôn. Trung thành với giáo huấn của thánh nhân, chúng con muốn hiến trọn thân mình cùng với của lễ đang dâng Thiên Chúa đây. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đang phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa cho hội thánh được hân hoan mừng lễ thánh An Tôn, để nhờ gương sáng đời sống đạo đức của Ngài, Chúa cùng cô hội thánh nhờ lời rao giảng Chúa giao huân và nhờ lời cầu khẩn đẹp lòng Chúa, Chúa giữ gìn hội thánh. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát ca chung tùng Chúa rằng: là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.
vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Phaolô, Đức Giám mục Phụ ta Phêrô, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy đứng vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Giờ đây, phần hiệp lễ rước mình vào máu Thánh Chúa. Nghi thức này chỉ dành riêng cho những người công giáo có đủ điều kiện. Xin quý anh chị em ngoài công giáo không tham gia nghi thức này. Xin cảm ơn. Lời thì thơm ngon sáng
và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Giờ đây Đức Cha sẽ làm phép nước và các vật dụng. Xin cộng đoàn chúng ta, những ai có nước hoặc vật dụng chúng ta giơ lên. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, Chúa là nguồn mạch sự sống cả thể xác và linh hồn. Chúng con này xin Chúa ban phúc lành cho nước và các loài thuốc chữa bệnh này mà chúng con tin tưởng sử dụng để kêu cầu ơn tha thứ tội lỗi chúng con và để lành nhận ơn Chúa bảo vệ chống lại tất cả các bệnh hoạn và mưu kế quân thù. Lạy Chúa, xin nhờ lương từ bi Chúa ban cho nước hằng sông luôn phát sinh ơn cứu độ cho chúng con để chúng con có thể tiến đến gần Chúa với tâm hồn trong sạch và thoát khỏi mọi hiểm nguy xác hồn nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và sau đây là nghi thức làm phép tượng ảnh. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tàng tượng ảnh các thánh, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng các ảnh tượng đó thì chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các đấng mà bắt chước. Chúng con này xin Chúa làm phép và thanh hóa các ảnh tượng này để chúng con tưởng niệm đến Đức Giêsu Kitô Con Một Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Đức Giêsu Kitô và toàn thể các thánh. Xin Chúa đoái thương để ai siêng năng tôn sùng cung kính tất cả các ảnh tượng này thì nhờ công nghiệp và sự che chở của các ngài được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển đời sau nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây Đức Cha sẽ rải nước phép trên các vật dụng. Xin cộng đoàn chúng ta, những ai có vật dụng hay tượng ảnh để làm phép chúng ta giơ cao. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, quý cha, quý cộng đoàn an toàn. Giáo họ chúng con thật sung sướng và hạnh phúc trong ngày lễ kính thánh An Tôn Quan Thầy. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu và có lời chào kính trọng tới Đức Cha Phêrô, quý cha quản hạt, quý cha, quý thầy, quý sơ và quý cộng đoàn hành hương về dự lễ hôm nay. Xin cộng đoàn nộp một tràng pháo tay để chúng ta chào nhau ạ. Vâng, và giờ đây mời vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo họ có lời cảm ơn. Xin trân trọng kính mời. Trọng kính Đức Cha Phêrô, kính thưa quý cha quản hạt, quý cha giáo và quý cha, kính thưa quý thầy, quý sơ, quý cộng đoàn. Hôm nay cùng với toàn thể nhân loại, chúng con cất cao lời ca tạ ơn vì Chúa đã đoái thương ban thánh An Tôn, vì thánh hay làm phép là cứu giúp người khốn khó, là bông hoa khiết trinh trong vườn thiêng của Chúa. Cộng đoàn bé nhỏ Đồng Xuân chúng con thật diễm phúc được thánh An Tôn tòa lạc, ban phúc lành được nhận ngài làm quan thầy. Với lòng mộ mến thánh An Tôn của giáo dân giáo phần Vinh, hầu hết các giáo xứ đều nhận quan thầy thánh An Tôn và tổ chức sáng nay. Nhưng Đức Cha Phêrô đã ưu ái cho giáo họ, giáo xứ chúng con, cho hạt nhà văn hành. Đức Cha đã chủ tế và chia sẻ lời Chúa,
cùng các gương lành của thánh nhân để nên gương cho đời sống đức tin chúng con. Đức Cha còn ưu tư, đồng viên, hướng dẫn chúng con về mọi mặt, đoàn con cái chúng con hết lòng tri ân Đức Cha. Chúng con chân thành cảm ơn quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo hạt đã sắp xếp, thương đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện, chia sẻ niềm vui với chúng con. Cách riêng, chúng con cảm ơn cha quản sứ Phêrô luôn hướng dẫn và đồng hành sát cánh trong thường ngày, nhất là trong việc tổ chức thánh lễ quan thầy hôm nay. Trong thánh lễ long trọng này, chúng con hân hạnh và cảm ơn thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy đại chúng sinh, quý hội đồng mục vụ giáo xứ, các giáo họ, quý cộng đoàn hành hương đã về dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cùng thánh An Tôn. Đặc biệt, chúng con hết lòng cảm ơn sự góp mặt của đội trống sứ Vĩnh Luật, đội kèn sứ Văn Hành, âm thanh ánh sáng sự kiện Vĩnh Cẩm. Chúng con không quên các đoàn nghệ thuật giới trẻ của các giáo xứ Xuân Tình, Vĩnh Luật, Văn Hành, Chân Thành và Tỉnh Giang và các cá nhân đã góp phần làm cho đêm diễn nguyện tối hôm qua thành công tốt đẹp. Kính thưa Đức Cha, quý cộng đoàn, chúng con nhận thấy mỗi năm số người tham dự thánh lễ An Tôn ngày càng đông hơn. Thánh An Tôn Đồng Xuân là địa chỉ thuận lợi để quy tụ, gặp gỡ. Thánh An Tôn Đồng Xuân là địa chỉ tin cậy cho mọi người, không phân biệt giáo lương, nhất là những ai đang thất vọng, bệnh tật và đau khổ. Thánh An Tôn Đồng Xuân là địa chỉ thể hiện lòng thương xót của Chúa qua đặc sủng của Thánh An Tôn hay làm phép lạ. Tuy nhiên, để nơi đây là điểm hẹn lý tưởng, nhất là ngày 13 tháng 6 hàng năm, chúng con tài hèn sức mòn, xin Đức Cha, quý ân nhân, quý cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, hướng dẫn, giúp đỡ để chúng con phục vụ tốt hơn, hoàn thành trách nhiệm của mình. Một lần nữa, chúng con xin tri ân và cậy nhờ công nghiệp của Thánh An Tôn, xin Chúa trả công bồi hầu cho Đức Cha, quý thầy, quý sơ, quý cộng đoàn và hết thảy những ai đã hy sinh cách này hay cách khác mà chúng con không thể kể được. Trong việc tổ chức đón tiếp và thánh lễ, không tránh khỏi những thiếu sót, xin mọi người lượng thứ. Giờ đây, thể hiện tấm lòng thành, chúng con xin dâng lên Đức Cha, quý thầy, quý sơ và quý cộng đoàn bỏ hoa tươi thắm. Xin thay lời cho quý cha, xin cảm ơn tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây, đặc biệt là những người thuộc giáo họ Đồng Xuân và giáo xứ Xuân Tình. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, nói đến Thánh An Tôn thì chúng ta nhiều khi chỉ quan tâm đến nhà giảng thuyết lừng danh, ông thánh hay làm phép lạ, mà chúng ta không để tâm đến mức đời sống của chính thánh nhân. Để cho gọn, tôi xin tóm lược đời sống của Thánh An Tôn vào trong năm chữ T, trong năm cái từ bắt đầu bằng chữ T. Chữ T thứ nhất là chữ T tin tưởng, chữ T thứ hai là chữ T từ bỏ, chữ T thứ ba là chữ T thánh thiền, chữ T thứ tư là chữ T thông hiệp, và chữ T thứ năm đó là chữ T thương yêu. Tôi xin giải thích ngắn gọn chữ T tin tưởng. Nếu chúng ta đọc lại tiểu sử của Thánh An Tôn thì chúng ta thấy Ngài luôn đặt niềm tin vào Chúa, đặc biệt vào sự quan phòng của Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống mình. Ngay từ nhỏ, Ngài đã là một đứa trẻ đạo đức, năng chạy đến với Đức Maria, đặc biệt chạy đến với bí tích Thánh Thể. Chữ T thứ hai, từ bỏ. Thánh An Tôn được sinh ra trong một gia đình giàu có và là người con trai của gia đình. Đáng lẽ ra Thánh An Tôn có thể hưởng một cuộc sống sung túc như biết bao nhiêu người khác. Thánh An Tôn đã từ bỏ tất cả và năm 15 tuổi đã xin nhập dòng Thánh Agostino. Chữ T thứ ba, chữ T thánh thiền. Đời sống thánh thiền của Thánh An Tôn được thể hiện một cách rõ nét trong mọi biến cố. Và vì đời sống thánh thiền của Ngài, do đó Ngài cũng nhận ra sự thánh thiền của các đấng bậc trong xã hội. Mà cụ thể nhất đó là chúng ta biết
tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội được Đức Thánh Cha Pio IX công bố vào năm 1854, thì hơn 600 năm trước, chính Thánh Antôn đã nói rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, không hề vướng mắc bất cứ tội lỗi nào. Chúng ta thấy quả là một cái lời tiên tri hơn 600 năm trước, Đức Pio XIX công bố vào năm 1854, thì chính Thánh Antôn đã nói cái điều đó, và giáo hội cần một thời gian rất dài để minh chứng điều đó, để công bố cho mọi người được biết. Chữ T thứ tư đó là chữ T thông hiệp. Đời sống của Thánh Antôn luôn luôn thông hiệp với Chúa, thông hiệp với người khác, thông hiệp với thế giới thụ tạo. Chúng ta thấy Thánh Antôn thông hiệp với Chúa nhờ lời Chúa, và khi thông hiệp với lời Chúa một cách sâu xa nhất thì lời Chúa nhập thể đã hiện diện cùng với Thánh Antôn. Đó là lý do tại sao Thánh Antôn vừa có cuốn sách, vừa có Chúa Giêsu. Chúng ta biết trước khi mà Chúa Giêsu xuống thế làm người thì lời của Chúa được thể hiện qua các ngôn sứ. Tuy nhiên, khi thời gian tới thời viên mãn, tới hồi viên mãn, thì lời đã trở thành người. Như vậy, nhờ suy tư lời Chúa một cách sâu xa mà Thánh Antôn đã ôm lấy lời Chúa, lời nhập thể. Chữ T thứ năm đó là chữ T thương yêu. Thánh Antôn luôn luôn thương yêu tất cả mọi người, ngay cả những kẻ địch thù. Thánh Antôn thương yêu, và Thánh Antôn đã tỏ ra kiên nhẫn trong mọi biến cố của cuộc sống. Như vậy, cuộc sống của mọi người chúng ta là cuộc sống noi gương Thánh Antôn. Ước gì mọi người chúng ta cũng luôn sống tin tưởng, sống từ bỏ, sống thánh thiện, sống thông hiệp và sống thương yêu. Xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn. Hết lễ, xin Đức Cha quý gia vui lòng cho chúng con chụp một vô hình lưu niệm. Xin cảm ơn.